Xin chào tất cả mọi người, thì mình là thành viên của nhóm tham dự giải thưởng sinh viên của khoa học Eureka. Thì nhóm mình tham dự với các đề tài là nâng cao hiệu suất thực hiện qua điện tử trên nền thanh giấy nano thì bằng cách đa biến tính. Thì cái đề tài này đến rất là một cách hơi tình cờ. Thì sau khi mà nhóm mình đang đi dạo một buổi trưa thì cảm thấy cái nguồn năng lượng mặt trời nó rất là khó chịu đối với cái làn da của mình. Thì chính vì thế nếu mình về tìm hiểu thì nó là do UV. Thì nếu mình bắt đầu nảy ra một cái ý tưởng đó là làm cái linh kiện gì đó để mà cảm biến được cái nguồn UV này. Thì sau khi nếu mình tìm báo thì cho thấy người ta trên thế giới người ta đã làm cũng rất nhiều rồi, nhưng đối với cái điều kiện của Việt Nam thì cái việc này là có hiệu suất chưa cao. Chính vì thế nhóm mình là nảy ra một cái ý tưởng để nâng cao nó bằng cách là sử dụng để đi cấu trúc. Thì sau đây xin mời mọi người đến với phần thực hiện đi được không?